Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình xem được cái mật khẩu Wi-Fi mà Wi-Fi đó mình đã đăng nhập trên điện thoại của mình. Với cách này thì các bạn có thể share được mật khẩu Wi-Fi cho bạn bè của mình, hoặc là mình có thể xem lại cái mật khẩu Wi-Fi nếu như mà mình quên, vân vân. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi, đầu tiên các bạn đó, vào phần cài đặt của mình. Rồi các bạn vào phần kết nối Wi-Fi. Rồi các bạn nhấp vào cái Wi-Fi can đảo thì các bạn nhấp vào phần cài đặt. Sau đó các bạn chọn vào phần mã QR. Rồi tiếp theo các bạn hãy chụp màn hình lại cái mã QR này. Rồi xong, các bạn thoát ra ngoài. Sau đó các bạn có thể dùng một cái phần mềm QR code để chuyển đổi cái mã QR thành cái chuỗi kết, hoặc là các bạn cũng có thể tận dụng phần mềm Zalo sẵn có trên máy. Các bạn vào Zalo, sau đó các bạn vào phần 4 ô vuông nằm phía bên dưới góc phải ở đây. Rồi các bạn nhấp vào cái hiệu mã QR code ở phía trên. Rồi sau đó các bạn chọn vào phần web ảnh có sẵn. Rồi các bạn hãy chọn cái mã QR code. Rồi ở đây mình đã hiện lên thông tin về cái Wi-Fi, cái dòng chữ B có nghĩa là viết tắt của password. Nó hiện lên dòng chữ Cherry 2018, đây chính là mật khẩu Wi-Fi của Wi-Fi can bảo. Ok, các bạn đã thấy rõ chưa? Mình sẽ khoanh tròn lại phần này. Đây chính là mật khẩu Wi-Fi các bạn ạ. Ok, phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn nhé. Nếu các bạn quan tâm kênh thì hãy like và follow kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn.